trình chào đón tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đang diễn ra. Hãy theo chân mình để tìm hiểu xem cảm xúc của các bạn 48K sẽ như thế nào nhé. Ấn tượng em về DUE đó là các anh chị khóa trước là rất là nhiệt tình và thân thiện, còn lại khuôn viên trường rất là rộng rãi, thoáng mát và vượt cả tầm tưởng tượng của em. Giờ theo em thì trường mình rộng, sạch với lại là rất là đông ạ. Rộng, xanh và xịn. Thì em nghĩ là trường là rộng, hay là em thấy trường rất là đẹp, vậy là em thấy kiểu không khí ở trường rất là năng động. Là bùng nổ, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Thì em thấy kinh tế là trường nổi tiếng và nổi trội và kiểu có nhiều sinh viên năng động tuyệt vời, đây là em đã tin tưởng và chọn kinh tế. Trường có danh tiếng rất lâu rồi vì công tác giảng dạy này, rồi còn cả các thành tựu của các sinh viên và các thầy cô trong trường ấy. Đấy. Theo em thì em muốn kiểu tham gia sau này, em muốn được làm kinh doanh đấy, nên là kinh tế thì hợp lý nhất rồi. Em cũng tìm hiểu trường từ rất lâu rồi, cũng mong muốn được trở thành một học sinh của Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Dạ. Tích cực tham gia các câu lạc bộ trường và các hoạt động ngoại khóa, cũng như là chuyên cần trên các hoạt động chính khóa, và chắc là sẽ cố gắng tốt nghiệp được bằng lời giỏi. Em mong sẽ có những trải nghiệm tốt tại trường, đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi và có được công việc mà mình mong muốn. Thứ nhất là muốn tham gia các câu lạc bộ của trường, muốn tham gia các hoạt động nổi bật và trở thành một con người có ích cho trường ạ. Dạ. Cố gắng dành những suất học bổng, cố gắng học tốt để được làm trong những công ty có chất lượng cao.